Ok, hello, xin kính chào quý khán giả của Auto Việt Nam. Video này là một trong những cái video giải đáp tất cả những câu hỏi và những comment bình luận, những cái mối băn khoăn của tất cả các bạn mà chúng tôi tổng hợp lại ở video hồi kết. Video cuối cùng trong series so sánh giữa hai mẫu xe Toyota Vios và Hyundai Accent. Tại sao chúng tôi lại lấy những câu hỏi ở video hồi kết? Là bởi vì video này là một trong những cái video kết luận về những cái ưu nhược điểm trên hai mẫu xe này. Và để đến với video, nếu như ai chưa xem một trong ba video trong series so sánh này của chúng tôi thì hãy xem lại để có những cái thông tin cụ thể nhất nhá. Và link video thì mình đã gài ở phía bên dưới của bình luận và phần mô tả rồi. Và các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam. Nếu như chưa đăng ký theo dõi kênh thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhá. Xin cảm ơn. Ok, comment thứ nhất thì một cái bạn cũng comment ở phần phía bên dưới của video clip, đó là đi Vios dù không chạy dịch vụ nhưng lúc nào cũng mang phong cách rất taxi. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn rằng là thực ra thì mình nói thật với các bạn rằng là Vios ở những cái phiên bản thiếu ấy, thậm chí thì nó là một trong những cái phiên bản nó còn chỉ có một túi khí thôi. Một túi khí phía đằng trước thôi, còn lại thì gần như là cắt hết mọi thứ. Bởi vì xe để chạy dịch vụ nên là họ cũng không cần nhiều. Kể cả những cái phiên bản E và phiên bản G thì mình cũng đã thấy có một số các bác tài xế Hà Nội chạy Grab rồi. Bởi lẽ vậy nên là một phần nào đó thì cái mẫu xe này nó đã bị mang tiếng là xe chạy taxi. Tuy nhiên thì thực tế thì nhìn vào một cái góc nhìn khách quan ấy, thì Vios có nhiều cái điểm mạnh riêng. Ví dụ nó là một trong những cái mẫu xe mà có cái không gian rất là rộng rãi, phù hợp cho cái việc đi lại trong gia đình. Động cơ thì thực sự là chạy rất là êm và mềm mượt. Tuy nhiên về thiết kế thì nó cũng thực sự là không được trẻ trung như Accent mà thôi. Ok, comment thứ hai đó là Accent TT vượt xe, tức là tăng tốc vượt, tự tin vượt xe là có cảm giác dính lưng luôn. Tất nhiên điều đó nó không đáp ứng ngay sau một giây đâu, nhưng nó có khả năng vọt xe lên. Ok, đây là một trong những cái comment thứ hai ở video hồi kết. Trả lời cho cái câu hỏi comment này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là thực ra thì cái trạng thái đấy các bạn sẽ cảm thấy nó hơi giật. Đó là cái lúc mà nó sang số, ở nhảy sang những cấp số tiếp theo, chứ không phải là nó tạo ra được cái sức kéo. Bởi vì moment xoắn con này thì nó cũng chỉ là 132 Nm thôi. Động cơ thì là động cơ 1.5 lít. Thì 1.5 lít thì chúng ta sẽ không lấy đâu ra được mà đạp phát nó dính lưng, đúng không ạ? Chỉ là cảm giác nó chạy thể thao hơn so với cái cụm hộp số vô cấp của Vios thôi. Vượt xe thì đúng là cũng cảm thấy rất là dứt khoát so với cái cụm hộp số vô cấp. Ok, trả lời cho comment thứ ba tiếp theo đó là các bạn cứ đi cả hai xe sau 5 năm thì mới có đánh giá được đúng. Còn 3 năm lại thay xe khác thì thích xe nào thì cứ chọn xe đấy là ok hết. Bạn nói như vậy cũng đúng một phần, nhưng một phần thì cũng chưa đúng. Là bởi vì người ta nói rằng là đường dài mới biết ngựa hay. Cái xe nó không khác gì là cái con ngựa, đúng không ạ? Chạy lâu năm các bạn mới thấy rằng là nó sẽ hay hỏng vặt hay không, hay là nó có đòi tiền mình hay không. Tuy nhiên thì đấy là các bạn đang xét về góc độ, đó là về góc độ sự bền bỉ của một chiếc xe, chứ không phải nói về góc độ đó là cái sự hưởng thụ. Đánh giá một cái xe thì các bạn chỉ cần chạy một cái chuyến đi khoảng tầm 100 cây, hơn 100 cây thôi, là các bạn có thể biết được rằng là cái xe đấy nó có hay hay không. Còn nói về đi đến 3 đến 5 năm thì mới đánh giá được thì thực sự cũng chưa chính xác cho lắm. Bởi vì có một số người ấy, một năm chạy chục vạn cây số, nhưng có một số người thì một năm còn chưa chạy đến vài nghìn cây. Tuy nhiên thì sử dụng ít thì chưa chắc nó đã phải là nó là không hỏng được. Bởi vì bản chất là thậm chí nó còn dễ hỏng hơn những người thường xuyên sử dụng xe. Chung quy lại thì cái xe nó là cái tiêu sản, nó là cái phương tiện để phục vụ cho chúng ta. Bởi lẽ vậy nên các bạn hãy bỏ ngay cái suy nghĩ bền giữ giá cho tôi. Cái quan trọng ấy, đó là cái xe nó phục vụ cái nhu cầu của mình, cái tiêu chí của mình lựa chọn, làm sao để mình thấy nó phù hợp với những cái thời điểm hiện tại của mình. Chứ đừng có nghĩ là cái xe nào nó cũng bền hơn hay là cái xe nào nó tiết kiệm hơn. Giờ thì gần như là những cái dòng xe lắp ráp trong nước nó cũng tương đương nhau hết à. Thậm chí dần dần các bạn cũng phải nghĩ rằng là mai sau Việt Nam mình ấy, cũng như các nước phát triển trên thế giới, sử dụng một cái dòng xe vòng đời chỉ khoảng 5 năm đổ lại thôi. Đừng tính đến cái việc đó là các bạn đi hàng chục năm hoặc là vài chục năm xong bán đi thì vẫn vớt vát được 1/2 cái số tiền mình bỏ ra lúc ban đầu, đúng không ạ? Mà các bạn cũng phải nghĩ rằng là cái việc là mai sau ấy, chúng ta sử dụng xe ấy, chúng ta muốn hủy cái xe cũ đó đi thì chúng ta cũng phải mất tiền để tiêu hủy, chứ không hề đơn giản. Giống như một số các nước ở bên châu Âu hay là bên Mỹ, các bạn muốn tiêu hủy cái xe cũ đấy của bạn đi, các bạn phải mất thêm tiền đó, chứ không phải là cái việc là bây giờ mua một cái xe cứ mong muốn nó giữ giá mãi xong rồi sau đó là đi chán rồi bán đi vẫn vớt ba được một phần nào đó, không có. Ok, có một cái comment lần thứ tư đó là một bạn ấy comment là ông Toy, tức là ông Toyota ấy, bao năm nay vẫn làm ăn kiểu chộp giật, giá thì cao, option thì thiếu, mẫu mã không sáng tạo.
Còn Vios AT bản G năm 2017 còn không có đề nổ start top, đến năm 2020 cũng không có cửa sổ chơi. So sánh ra thì thua đứt đuôi rồi còn gì, mang tiếng 7 túi khí nhưng mà bao nhiêu vụ tai nạn có thấy bung túi khí đâu. Khách hàng bây giờ người ta quan tâm đến 3 yếu tố chính, đó là an toàn, tiện ích, giá cả, và 3 yếu tố phụ đó là thời trang, giá trị sử dụng, chế độ bảo hành. Tôi chả thấy ông toi hơn điểm nào. Đây là một trong những cái comment rất là hay, và phải thực sự là phải nói rằng là nó cũng có rất nhiều những cái chiều sâu, đúng không ạ? Và comment thứ tư thì tôi muốn cảm ơn bạn rất là nhiều, vì bạn này là bạn Ly Rong Giang rất là nhiều, vì đã đóng góp một cái ý kiến có rất nhiều những cái tính gọi là chiều sâu. Ở comment lần này thì tôi cho rằng bạn nói trúng vào tâm lý của rất nhiều người đang có cái đồng quan điểm với bạn. Bây giờ thì nền kinh tế của Việt Nam càng ngày càng phát triển rồi, từ các hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP cho tới các hiệp định ký với châu Âu đó là EVFTA. Toàn các nền kinh tế họ rất là lớn, họ mạnh về cái công nghiệp chế tạo, hội nhập và mở cửa, nó giúp cho chúng ta tiếp cận được rất nhiều những sản phẩm chất lượng cao, chứ không nói đơn thuần là xe ô tô, đúng không ạ? Quay trở lại với comment của Long thì các bạn có thể thấy rằng là trên thị trường ô tô xe máy trong vài năm trở lại gần đây thì chúng ta có rất nhiều những hãng xe ở trên thế giới gia nhập vào cuộc chơi chính thức ở Việt Nam. Và chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều những cái dòng sản phẩm mới, thậm chí là bên Mỹ, bên châu Âu, bên Hàn, bên Nhật có những gì thì một thời gian sau Việt Nam mình có cái đó. Cái sức cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ấy khiến cho các hãng xe không muốn để mất thị phần rơi vào tay đối thủ. Với lẽ vậy nên bắt buộc các nhà sản xuất phải chiều lòng khách hàng bằng cách là nâng cấp những cái mẫu xe của mình, ít nhất phải ngang bằng so với đối thủ, hoặc thậm chí còn phải đưa ra nhiều những option tiện lợi hơn để chiều lòng khách hàng. Suy ra thì khách hàng có rất nhiều những cái lợi ích, đúng không ạ? Nói ví dụ như là trước đây các bạn mua một chiếc xe Vios G với mức giá là 570 triệu, thiếu đủ thứ, đến cam lùi còn phải mang ra để lắp ngoài. Tuy nhiên thì đến nay thì các bạn với 570 triệu các bạn mua một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G thì các bạn sẽ được lắp sẵn rất nhiều thứ từ trong nhà máy rồi. Bởi lẽ vậy nên bây giờ chúng ta không còn là cửa dưới nữa, mà chúng ta đang ở cửa trên, và họ không còn được phép thiếu tôn trọng khách hàng Việt nữa, đúng không ạ? Cuộc chơi bây giờ gần như là đã thay đổi rồi, và nó mang nhiều ý nghĩa với một cái cụm từ mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn ngay sau đây ấy. Đó là ngày xưa ấy, Toyota Vios thì người ta bảo là chả có gì để học, nhưng bây giờ thì có rất nhiều thứ để học rồi. Ám chỉ đó là Toyota họ đã phải tôn trọng khách hàng Việt hơn, không còn là cứ sản xuất ra một cái xe nhà quê rồi bán cho một lúc kém phát triển như mình nữa, đúng không ạ? Bây giờ cuộc chơi đã thay đổi và chúng ta là những người lựa chọn. Chúng ta có rất nhiều những sản phẩm chất lượng và cái mức giá nó cũng cạnh tranh nhau thôi. Mình lựa chọn thì cái việc đó là cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì họ là những người sản xuất, họ sẽ không thể làm mãi với một cái mẫu mã sản phẩm nó kém như ngày xưa được nữa. Ok. Ok, câu hỏi thứ 5 thì ở trong cái video hồi kết thì có nhiều khán giả có comment phía bên dưới là Accent có Android Auto bạn ơi, và có cả hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS bản AT đặc biệt đấy. Ok, ở cái video đấy thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn rằng là Hyundai Accent thì nó có công nghệ đó là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, đúng có. Và đây là một trong những cái thiếu sót của chúng tôi trong quá trình tổng hợp thông tin. Tuy nhiên thì Android Auto thì cũng không được ghi rõ ở trên cái thông số kỹ thuật nên chúng tôi không đưa vào. Tuy nhiên tôi phải khẳng định thực tế rằng là những cái mẫu xe trên thị trường ngày nay thì màn hình đã đều được tích hợp hai cái tính năng kết nối này rồi. Và tôi cũng khẳng định rằng là Accent có cả Apple CarPlay và Android Auto. Ok, comment thứ 6 thì mình xuống tiền con này vì vợ khen đẹp, cả hai vợ chồng đều đi được. Bà thích ra từ Accent không phải là bước ra một cái mẫu xe giống taxi. Với mình vợ lái xe là mình không phải đưa con, có thể đi nhậu nhẹt tẹt ga, đi đâu nhậu say xỉn vợ lái về. Mua xe phục vụ gia đình và giải phóng mình được tự do nhậu hơn, chứ không nghĩ chuyện là 4-5 năm sau xe vẫn giữ giá. Cảm ơn bạn Hoàng Thịnh với một cái comment rất là hài hước. Tôi nghĩ rằng là bạn này thì chắc là cái phong cách bạn ấy nói thì chắc là người miền trong rồi, chắc là người miền Nam rồi. Thì mình cũng xin được trả lời các bạn, trả lời cái comment này của bạn. Lần đầu tiên thì mình cũng xin được chúc mừng bạn đã lựa chọn được cô vợ hai ưng ý. Thấy bạn chia sẻ thì mình thấy rằng là bạn cũng rất hiểu những cái gì mà mình muốn, đúng không ạ? Và tiêu chí lựa chọn của mình ra sao. Chứ đúng là cũng không thể mua xe mà cứ nghĩ tới cái việc là giữ giá với cả bền hay tiết kiệm cả, đúng không ạ? Yếu tố bạn cần ở đây ấy, đó là phục vụ gia đình nhà mình, và cái quan trọng là vợ là phải thích, đúng không ạ?
Một lần nữa thì tôi cũng xin nhắc đi nhắc lại với bất kỳ ai đang có cái suy nghĩ đó là mua xe phải bền, phải giữ giá, thì các bạn nên bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Bởi vì cố bền là tại người, và mua xe lại còn đối giữ giá thì tốt nhất là các bạn đi bộ cho lành, đúng không ạ? Ok, tiếp đến thì comment thứ 7 đó là 600 triệu quay đầu ra biển thì chỉ có accent mà đặc biệt. Xe cả vợ và chồng đều lái được, cửa gió sau thì rất cần trong mùa hè miền Bắc. Mình từng đi xe không có điều hòa sau, người ngồi trước thì chết rét, còn người ngồi sau thì vẫn kêu nóng. Hộp số 6 cấp đem lại cảm xúc nhiều hơn, hộp số CVT lên tốc cao sẽ ồn, nó khác nào côn nồi của xe tay ga đâu. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói đến cái phần cửa gió điều hòa phía sau. Dù nó cũng là một trong những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, tuy nhiên thì nó cũng vô cùng quan trọng, vô cùng giá trị. Và đúng là chỉ khi nào mà các bạn di chuyển ở những cái điều kiện thời tiết nắng nóng, ở những thời điểm tháng 5, tháng 6 thì các bạn mới thấy rõ được. Người ta nói rằng là những cái điều hòa của hãng xe Nhật ấy, đặc biệt là Toyota, thì rất là mát, mát rất là sâu. Tôi cũng phải công nhận điều đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mặc dù như vậy, nếu như không có cái cửa gió điều hòa phía đằng sau ấy, các bạn sẽ vẫn cảm thấy rất là bức bối và nóng nực. Ở những cái trang bị trên xe Accent thì gần như là tôi đánh giá là nó lấn lướt hơn so với Vios. Bởi lẽ vậy nên là ở video hồi kết thì tôi cũng đã chia sẻ rằng là Hyundai Accent nó phù hợp với gia đình hơn so với Toyota Vios. Nó đến từ hai chi tiết, đó là cửa sổ trời và cái phần cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Hai thứ mà nó đem lại cho chúng ta cái mức độ hưởng thụ nó cao hơn rất nhiều, đúng không ạ? Mặc dù thì cái số tiền các bạn bỏ ra thì gần như là nó tương đương nhau, thậm chí Accent còn rẻ hơn so với Vios, đúng không ạ? Ok, comment thứ 8 thì đó là một bạn ý comment là như này này: tôi chỉ sử dụng hàng Nhật thôi vì tôi không phải là dân chơi. Nếu bạn có điều kiện kinh tế thay xe như thay áo thì mua Hyundai. Vì anh tôi mua một chiếc chạy được gần là năm mà nhìn như đống sắt vụn chán lắm. Rồi ok. Và tôi cũng có comment lại là như thế này: chọn lựa xe thì mọi người đúng là cũng chỉ coi một yếu tố, đó là bền. Đó, của bền tại người bác ơi. Còn yếu tố an toàn thì không thể nhắc tới. Đó là comment của tôi. Thì bạn ấy cũng có comment trả lời lại rằng là an toàn hay không là do mình, chạy ẩu thì có mà gì đấy. Mẹc thì đến mẹc thì cũng không an toàn đâu bạn. Bạn ấy comment một cái comment như vậy thì tôi muốn trả lời cho bạn là như thế này này. Câu trả lời này thì bạn, nếu bạn xem được video này ấy, thì tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng là xe Toyota Vios hay Hyundai Accent không phải là xe dân chơi mà nó là xe bình dân phổ thông thôi. Đó, đúng không ạ? Còn như tôi đã nói thì cái tôi đã nói rồi thì của bền nó là tại người hết. Chất lượng lắp ráp linh kiện như nhau hết, chẳng có ai hơn ai cả. Còn cái lựa chọn xe bây giờ ấy, thì chúng ta không chỉ cần một cái mẫu xe nó thiết kế đẹp, nó nhiều tính năng tiện ích giải trí, mà nó còn phải đến từ sự an toàn nữa, đúng không ạ? Tại vì sao? Cơ sở giao thông hạ tầng của Việt Nam càng ngày càng phát triển, nhiều đường cao tốc được xây dựng. Các bạn đi một cái xe không an toàn ấy, các bạn không đâm vào những người ta, nhưng người ta vô tình người ta đâm vào bạn thì sao ạ? Còn bạn nói là cái việc là xe mẹp nó không an toàn đâu thì mình nghĩ bạn sai rồi. Bởi vì bản chất là tất nhiên là lái xe an toàn hay không đó là do cách chúng ta phải lái xe, đúng không ạ? Nhưng nếu có vô tình xảy ra tai nạn thì một chiếc xe đảm bảo chất lượng an toàn, khung thân vỏ dày dặn, nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn thì nó sẽ cứu cho bạn thoát chết trong gang tấc, chứ không thì người ta phải phân thứ hạng phân khúc làm gì, đúng không ạ? Và sản phẩm đây, đúng không ạ? Và cái mức giá so với một cái mẫu xe như là mẹ ấy, nó rơi đâu đó với ít nhất là trên 1,5 tỷ rồi, đúng không ạ? Và với một so sánh với một cái mẫu xe mình coi là hạng phổ thông, hạng bình dân như là những mẫu xe trong phân khúc hạng B hiện nay ấy, thì mình không so sánh được. Thứ nhất là đúng là nó phải do chúng ta lái xe, lái thì chúng ta cần phải là đứng sau cái vô lăng tay lái, chúng ta phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình, với những người xung quanh. Tuy nhiên thì thực ra thì với cái sự an toàn thì nhiều khi nó là những cái mình không thể nói được, bởi vì di chuyển trên đường mà nhiều khi có những cái mà nó gọi là cái yếu tố bất ngờ, làm sao mình lường trước được, đúng không ạ? Mình không đâm vào người ta đâm vào mình. Đó, và một cái xe an toàn, một cái xe chất lượng cao thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho các bạn những cái cơ hội sống sót nó cao hơn với một cái mẫu xe giá rẻ, đúng không ạ? Nó khác biệt chứ. Các bạn có thể để ý những cái có những cái pha va chạm, có những cái trường hợp, có những trường hợp bất khả kháng luôn, mình không thể làm gì được, người ta đâm vào mình thì làm sao mà mình coi như là mình chủ động với cái việc đấy, đúng không ạ? Bởi lẽ vậy nên là bạn nói cái việc là xe mẹc không an toàn đâu thì hoàn toàn là sai. Đó, hoàn toàn là sai. Ok, vừa rồi đã video trả lời những câu hỏi mà
dành cho các bạn đang quan tâm và thắc mắc về hai cái mẫu xe Toyota Vios và Vida Accent. Các bạn có ý kiến gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới video clip và chúng ta hãy cùng nhau tranh luận và thảo luận một cách thực sự là văn minh, để chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện thú vị hơn, và tôi cũng sẽ có những cái video so sánh khác nhau với những cái mẫu xe trong phân khúc hạng B. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip của chúng tôi, và bây giờ thì cũng phải đi ăn cơm đã, đói quá rồi.